nhà thờ, lên nhà thờ bán hàng gây quỹ cho cả đoàn. Vừa lái xe vừa quay cả nhà, cả nhà thông cảm nha, vừa lái xe vừa quay. Đi lên nhà thờ mình bán, phụ bán hàng. Ngày hôm qua thì nấu rồi, bây giờ lên phụ bán ghe quỷ cho cả đồ. Cảm ơn các bạn, cảm ơn cả nhà, các bạn đã xem video Tân Sàng cuộc sống hàng ngày. Tới chỗ mình quay quầy hàng bán hàng. Hôm nay là vui lắm. Tới rồi đấy, còn tới chỗ bán hàng. Bữa nay bán là trong nhà, ở trong hội quán của nhà thờ. Chỗ này nó chỗ này á. Chưa mở cửa nơi. Rồi tới nhà thờ. Bye các bạn, bye cả nhà, bye. Cảm ơn các bạn đã xem video Tân Sang cuộc sống hàng ngày đó.